Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Mình đi ghé vô cái chợ này, mình mua đồ ăn. Đang ngồi ăn thì mình thấy có những cái câu chuyện rất là hay. Khi mình lướt Facebook, các bạn thấy xã hội Mỹ, vấn đề mà cảnh sát, vấn đề mà những người mà họ thực thi công vụ đó. Những cái người cảnh sát ở Mỹ, các bạn biết họ được trang bị súng ống và những cái mà vũ trang để họ tự vệ, dây dặn mà đối mặt với vấn đề mà cái xã hội Mỹ, các bạn thấy họ đầy đủ hết trơn. Chiếc xe của họ nó giống như là một cái văn phòng vậy. Họ có thể kết nối với lại trung tâm dữ liệu của cảnh sát, họ có thể lấy những cái hồ sơ hay tất cả những tin tức gì khi họ cần thiết. Quý vị thấy cái xã hội Mỹ nó không phải như Việt Nam. Tại Việt Nam mình là một đất nước mới phát triển, mình đang hội nhập, và vấn đề mà đổi mới, các bạn thấy cái hệ thống pháp luật của mình nó vẫn còn rất là mềm dẻo để đặng mà tạo cái điều kiện cho người dân để họ có cơ hội để đặng mà họ học hỏi và họ tìm hiểu về những cái pháp luật. Bên cạnh đó thì các bạn thấy những cái vấn đề mà mặt trái đó, thì những cái thành phần mà chống cộng ở hải ngoại, những cái thành phần mà gọi là dân chủ cụi trong nước, nó bị cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại, những cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại và những cá nhân đó, nó lên mạng nó cho ăn bánh vẽ, nó ca ngợi nước Mỹ. Mà Việt Nam mà các bạn thấy cái vấn đề mà an ninh, mà cảnh sát hay là công an Việt Nam mà hành xử kiểu như Mỹ thì lại bị lên án. Nhưng mà ở nước Mỹ họ hành xử một cách rất là quyết liệt trong vấn đề mà xử lý các vấn đề tội phạm hay là những cái nan đề trong xã hội dân sự của Mỹ, một cách rất là quyết liệt và triệt để. Họ bắn trước nói sau, chứ không phải như Việt Nam. Các bạn thấy giống như là cái vấn đề mà hiện nay tôi theo dõi trên mạng đó, mà những cái thành phần mà chống phá Việt Nam ở vùng cao nguyên Tây Nguyên đó, các bạn thấy cái nhóm mà khủng bố nó cấu kết với lại cái những cái người Việt sống ở hải ngoại và những cái tổ chức mà của những người dân tộc thiểu số đó, nó cấu kết nhau, nó bắt đầu nó lợi dụng cái chính sách đổi mới phát triển của Việt Nam, nó cho những cái người mà gọi là hảo quyền lực là thành lập chính phủ này, thành lập chính phủ nọ, chống lại Việt Nam. Nên các bạn thấy đó, hiện nay đang xử thì trên không gian mạng tôi cũng theo dõi cái tụi mà chống cộng hay ngoại, giống như cái đám mà dân chủ vậy, nó lên nó ngồi nó kêu rào nó khóc. Đấy, nó nói là Việt Nam là không có nhân quyền, không có tự do, không có gọi là hành xử một cách giống như là không có nhân văn thế này nọ vân vân. Nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó chống phá Việt Nam. Nhưng mà các bạn thấy khi mà tụi nó mà sang được Mỹ rồi đó, hay là những cái quốc gia mà nó gọi là tam quyền phân lập tự do dân chủ thế này vân vân, thì tụi nó sang đó rồi, khi mà tụi nó sống với cái cuộc sống mà thực tại đó, thì thằng nào thằng nấy câm như hến hết trơn à, và đối diện với cái sự thật nó quá phũ phàng đi. Các bạn thấy nó rất là phũ phàng, nó không như thật nữa. Về vấn đề mà ngôn ngữ văn hóa, nó không hội nhập được. Anh chị em các bạn thấy những cái tụi mà chống cộng và những cái tổ chức mà dân chủ cụi trong nước vậy, ngay cả những thành phần mà bất mãn cơ chế như cái tên mà Chu Mộng Long cũng vậy, các bạn thấy mấy cái nhóm mà già và bây giờ ngồi đó bắt đầu lên mạng, bắt đầu xuyên tạc, lợi dụng cái chính sách đổi mới của Việt Nam, anh chị em các bạn thấy, thì bắt đầu tụi nó bất mãn, nó xuyên tạc. Mấy cái thành phần này rất là khinh bỉ anh chị các bạn. Ở Mỹ, tôi nói các bạn, ở Mỹ luật pháp của nó không phải như các bạn tưởng đâu.
những người nào mà chống lại chính quyền. Tôi nói các bạn ở đây là chỉ vấn đề mà vấn đề là trong dân sự mà vi phạm những cái vấn đề như là hành chánh, như vi phạm về giao thông hay là những cái luật lệ mà nó chống đối lại chứ chính quyền mà nó đã mà cái người mà họ thi hành pháp luật đó, họ mạnh tay ghê gớm lắm. Nó bắn trước rồi nói sao, mày muốn gì ra tòa thưa kiện rồi tính sao. Tụi mày nghĩ là nó như vậy đó. Nhưng mà Việt Nam mà hành xử mạnh tay vậy đó thì nó lại chớ chiêu. Mấy cái đám dân chủ cụi, mấy cái đám chống cộng hải ngoại là tụi nó gào khóc lên. Nó bắt đầu là nó xuyên tạc Việt Nam rất là khủng khiếp. Mỹ mà đâu có đùa giỡn được cái pháp luật của nó. Các bạn thấy những cái khoảng 100 người mà trong cái nhóm mà gọi là chống chính quyền ở cao nguyên Tây Nguyên, các bạn thấy được xử một cách rất là tôi theo dõi, tôi thấy rất là nhân văn. Có những cái mà nhà nước Việt Nam của mình cũng tha thứ cho họ, bởi vì họ bị lợi dụng thôi. Chứ nếu mà họ biết cái sự thật mà nó phủ phàng, nó không phải như họ mơ tưởng đó, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ không làm manh động như vậy. Một cái tổ chức mà dùng vũ khí để đặng mà chống chính quyền như vậy, các bạn thấy họ bị mù quáng, họ bị tụi chống cộng hải ngoại nó lôi vào trong cái ảo tưởng mà họ bị mơ hồ, khi vướng vào vòng lao lý rồi đó thì họ mới ngã ngửa, họ mới thấy cái sự thật. Để cái những cái nhóm mà tổ chức chống phá Việt Nam hải ngoại, tụi nó lúc đó thì tụi nó cũng bỏ rơi thôi. Lúc mà nó còn dụ dỗ được nó cho tiền cho bạc, khi vướng vào lao lý ở Việt Nam là bắt đầu thấy không, nó buông rồi. Lúc đó đứa thì mang tù, những án tù vài chục năm, có đứa thì phạm những cái tội mà gọi là quá không thể chấp nhận được, có thể đến mức là tử hình. Các bạn thấy lúc đó là mới ngồi đó mới thấy là cuộc đời của mình nó không như mơ. Các bạn thấy ngay cả tôi nói ở Mỹ, như cái chuyện mà ông David Koresh đó, ông này các bạn biết ông là mục sư mà ông chống lại chính quyền, ông có hành động chống lại chính quyền Mỹ. Các bạn thấy Mỹ nó dùng cả trực thăng, xe tăng và những cái lính và đặc nhiệm để đặng mà tiêu diệt ổng. Những cái hình ảnh như vậy các bạn thấy cái vụ án Waco Texas đó, là tiểu bang Texas đó, những cái hình ảnh rất là thảm khốc chứ không phải dễ. Mà suốt hơn 50 ngày đêm mà hai bên đụng độ với nhau, cuối cùng thì những cái người mà tử thủ của phe của ông David Koresh bị tiêu diệt chết hết trơn. Các bạn thấy nếu mà Việt Nam mà nó xảy ra những chuyện như vậy thì lại bị lên án. Tại vì những cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại nó lợi dụng cái chính sách đổi mới của Việt Nam và cái sự hội nhập của Việt Nam với cộng đồng quốc tế thì các bạn, và những người dân trong nước nhiều khi họ không có hiểu, thế là họ chạy theo tụi nó, với lại cái sức mạnh của đồng tiền nó bỏ ra đó. Chứ bởi vì các bạn thấy thằng Trương Quốc Huy rồi, anh em Trương Quốc Huy rồi, tối ngày leo lên mạng nó đi dụ dỗ ai, nó dụ dỗ những cái người mà gọi là họ không có hiểu biết. Còn những người mà ta hiểu biết, người ta nói cái thằng này thằng khùng, các bạn thấy không? Nó nói toàn là những cái chuyện mà gọi là như đúng rồi không. Tôi nói quay lại cái vấn đề mà những cái tổ chức cá nhân mà ở bên Mỹ này mà nó chống chính quyền, ngay cả thằng Timothy McVeigh, khi mà nó dùng cái bơm, các bạn thấy nó chế cái bơm cả tấn cái đặng mà nó chống lại cái chính quyền liên bang. Khi mà chính quyền liên bang bắt được nó là tử hình đó. Nó chứ đâu phải là giỡn đó các bạn. Còn ở Việt Nam mình xét xử, nhiều khi thấy những người mà họ có những cái hành động mà manh động mà chống chính quyền như vậy, Việt Nam của mình sử dụng những cái chính sách gọi là khoan hồng tối đa, theo tôi thấy là vậy, để đặng mà lấy dân làm gốc. Mà cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam mình là gì? Lấy dân làm gốc. Cho nhiều khi tôi thấy có nhiều thằng họ cũng
nhiều người á, cách cách hành xử mà xử những người đó, tôi đi vào tôi xem một số người bức xúc, tại sao không đem tụi nó ra tử hình hết, mình đâu có làm được như vậy. Các bạn thấy, tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam mình luôn luôn lấy dân làm gốc. Có những người dân hiện nay rất rất là nhiều người họ bị mê muội, họ bị mê muội những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại thôi, những cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại, họ bị mê muội và họ tưởng đâu thật. Các bạn nhìn những cái người mà ngay cả những cái nhóm mà dân chủ cụi mà khi mà được cho xuất khẩu qua được Mỹ rồi hay như hải ngoại rồi, thằng nào mấy tơi bời ba lá, tại vì nó đối diện với cái sự thật ở những cái quốc gia như Mỹ hay mà những cái quốc gia mà tụi nó tới để đặng mà nó sống đó, sự thật nó không như mơ tưởng. Ngay cả con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, các bạn thấy có cái biệt danh là mẹ nấm đó, chính nó cũng nói lên là nước Mỹ không như mơ mà nó tưởng. Các bạn thấy rất là nhiều, nó không phải như vậy đâu. Các bạn thấy ngay cả trên mạng, nhiều khi tôi like có cái thằng mà nó đi lái xe taxi đâu ở ngoài Phú Quốc, nó tên là Đỗ gì tôi quên rồi, nó có cái nick của nó gì Đỗ gì tôi quên rồi. Khi mà mỗi lần mà tôi chia sẻ những cái mà nan đề của xã hội Mỹ mà những người Mỹ, những người dân bản xứ, người ta quay, người ta đưa lên, mình chỉ chia sẻ thôi đó, mà nó cũng ngồi đó, nó cuồng Mỹ, nó ngồi đó nó chửi tôi giống như là nói xấu nước Mỹ của nó, mà trong khi đó nó ở Việt Nam mới chết chứ. Các bạn thấy có nhiều người họ mê muội đến độ gì đó. Những cái thành phần đó, tôi nói dù có qua được Mỹ thì còn thua con chó. Mấy cái đám mà dân chủ cụi cũng vậy, nó qua được Mỹ rồi. Ở trên mạng, nhiều khi tôi lên mạng tôi thấy những cái người dân, một số những người mà họ không có hiểu biết, họ lên mạng vào trong những cái diễn đàn chống cộng của tụi chống phá Việt Nam ở hải ngoại cũng vậy, lên đó như là đúng rồi không à. Lúc nào cũng vậy, họ không dám nhìn vào cái sự thật của nước Mỹ anh chị các bạn. Họ chỉ nhìn vào những cái nan đề xã hội Việt Nam rồi họ cho đó là cái cơ chế cái chính quyền cộng sản Việt Nam là không có tự do dân chủ, không có nhân quyền, thế này thế nọ, và họ bắt đầu xuyên tạc chống phá bằng đủ mọi thủ đoạn hết. Nó rất là bị ổi, nó rất là bị ổi và vô liêm sỉ. Các bạn thấy những cái trang mạng như vậy á, tại tôi coi tin tức của Mỹ á, nó hiện lên trên máy tôi hoài ra, tôi theo dõi, tôi thấy, nên tôi chia sẻ về quê hương với anh chị các bạn. Mà có những thành phần cuồng Mỹ thì nó không thích nha, ý là những cái trang này là của những người mà người ta là người Mỹ đấy, họ chia sẻ, chứ đâu phải là tôi trực tiếp tôi đi quay, tôi đi nói xấu nước Mỹ của tụi nó đâu. Có nhiều đứa nó ngu muội đến được một cách rất là không thể nào mà tưởng tượng nổi. Các bạn thấy cái xã hội Mỹ không có đùa được đâu, luật pháp của nó rất là răng đe với lại những người dân. Còn ở trên mạng thì nó rất là ảo tưởng cái con người Việt Nam của mình á. Nhiều khi họ xa cơ thất thế trong một cái hoàn cảnh cuộc sống gì đó là họ cũng quay qua họ đổ lỗi cho cơ chế và họ bắt đầu họ bất mãn, bắt đầu lên mạng mò vào những cái kênh, những cái diễn đàn của tụi chống cộng hải ngoại, vô đó hùa theo tụi nó, bắt đầu chửi bới xuyên tạc chống phá Việt Nam. Các bạn thấy không, nước Mỹ đâu phải đùa giỡn đâu. Cảnh sát Việt Nam mà mạnh tay như kiểu này đi, mình sẽ thấy bắt đầu nó đưa vào trong những cái là nhân quyền, tự do, dân chủ này nọ. Tại vì mấy người Việt đó, họ làm việc ở trong đó các bạn biết không, nhiều khi những cái tổ chức nhân quyền đồ của Mỹ hay của nước ngoài nó cũng đâu có biết gì về Việt Nam đâu. Nó chỉ nghe mấy cái đám mà chống cộng ở hải ngoại, nó nghe theo rồi nó cũng ăn theo, nó leo thôi. Bởi tôi ghét mấy cái tổ chức mà nhân quyền đồ của Mỹ rồi, tụi nó toàn là Mỹ dân xảo trá mà. Nó có dám nói về nước Mỹ đâu. Đụng vô nước Mỹ đi rồi sẽ biết, rồi sẽ thấy trời cao đất rộng là gì.
ngay cả hiện nay cái vấn đề mà xử 100 người mà khủng bố chống phá Việt Nam ở Đắk Lắk, các bạn thấy tụi nó, tôi lên mạng tôi thấy mấy cái cộng đồng mạng của mấy tụi chống cộng hải ngoại, chàng ơi, tụi nó làm sôi nổi lắm, thêm dầu thêm lửa thêm mắm thêm muối để đặng mà nó kích động người dân, mà những cái người mà dân mà họ không hiểu đó, nó bắt đầu nói đó Việt Nam mà không có tự do dân chủ nhân quyền. Nhưng mà những người lãnh đạo Việt Nam người ta cũng rất là khéo léo, các bạn thấy trong vấn đề hành xử, tìm đủ làm sao để đặng mà dẫn dắt những người mà họ không có hiểu biết ấy, họ lầm đường lạc lối, họ bị mê muội, để đặng giúp họ gọi là trở thành một người công dân tốt hơn, để họ nhìn vào cái cuộc sống thực tế nó đúng đắn hơn. Cho nên chính sách khoan hồng của Việt Nam đối với những người mà nó chống phá làm loạn ở Đắk Lắk tôi thấy rất là hay. Không có gì mà phải số các bạn có vẻ giống như cực đoan đòi tử hình thế này thế nọ. Tôi thấy cái chính sách Việt Nam cần phải nhân văn và mình lấy dân làm gốc các bạn. Nếu mà mình vì một cách mà gọi là quá răng đe đó thì sẽ lại tạo ra những cái cơ hội cho những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại, cái tổ chức của tụi nó lợi dụng để đặng mà nó chống phá Việt Nam mình thôi. Đấy. Chính sách khoan hồng các bạn thấy giúp những người đó họ và thân nhân và những người thân của họ và những cái người mê muội đó, giúp họ trở về với lại cuộc sống thật, và họ không có ảo quyền lực, họ không có sống ảo trong những cái sự ngu muội. Rất là hay, đối với tôi nhìn thấy Việt Nam mình xử những cái người đó rất là hay. Nó không như Mỹ mà anh mà chống chính quyền mà gây chết người thương vong là tiêu anh rồi, anh lụm bản án vài chục năm, còn không đi đến tử hình nếu mà tội của anh gây thương vong lớn. Như thằng Timothy McVeigh, các bạn thấy nó bắt thằng đó là nó tử hình đấy. Thôi thì mình dừng lại đây. Xin chào quý bạn chim các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.